Xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay quay cho anh em mình xem một con xe rùa ha. Và máy sấy xăng nha anh em. Quay cửa hàng động cơ Nguyễn Châu ha. Địa chỉ là 277 quốc lộ 56 đường Dương, thị trấn Ngai Dao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha anh em. Đây xe rùa. Động cơ dầu ha. Máy vô lăng. Hai cầu. Nó chạy động cơ Yanma NFA70 nha anh em. Đây, có đời. Đó, vừa quay vừa đời luôn ha. Rất là đẹp luôn. Đây, hàng đi ha. Hàng đi mỗi ngày nha anh em. Đó, động cơ. Đây là máy sấy xăng ha. Rất là đẹp luôn nha anh em. Giờ anh em mình làm vườn trồng rau mini được ha. Đó. Đây, động cơ Yanma NFA70 ha anh em. Đây, 700 PS ha. Đó, tua 2550 tua ha. Máy rất là đẹp luôn. Bao nhớ. Đây, quay chi tiết cho anh em mình xem ha. Mới tin nè. Gió đen. Đô Gia Qua. Đây. Bánh vỏ ha. Vỏ đẹp nha anh em. Đó. Không có bị răn nứt gì ha. Vỏ này là vỏ 512 nha anh em. Đây, bình gắn ở đây ha. Anh em mua là em gắn bình mới cho anh em nha. Đó. Con này là đây có bảng số luôn nè, bảng số bên Nhật luôn. 017. Này nó chạy nhíp nha anh em. Đó, hai nhíp hai bên ha. Nhíp 4 lá ha, 5 lá. Đó, nhíp 5 lá ha. Hai cầu. Nhìn gầm nè. Con này tải trọng nó 500 kg nha. Đó đó cái thùng. Cái thước trên đây nè. Đây nè, đây thước. Đây là nó có học đồ nghề ở đây nè. Có rồi. Ngang thùng là 130 nha anh em, 1m30. Dài đó. Dài thùng 190 nha anh em. Đó, 1m9 ha. Đây vỏ sau. Vỏ sau là 512 luôn ha, 512. Yên nó có lò xo ha. Rồi nhúng luôn ru ha. Số rồi. Gặp. Đó, cầu. Xe nó còn mới dữ lắm. Kiến. Đây, số chạy đây. Nó có cần 4 số chạy ha, một số lùi, 3 số tới, với kết hợp với là cần nhanh chậm ha. Đó. Khắc với lò là nhanh chậm nha anh em. Rồi anh nổ đi. Thì con này anh đang bán với giá tại cửa hàng là 60 triệu ha. Anh em nào mà có nhu cầu thì alo qua số điện thoại 0373 453 63 nha anh em, hoặc là 0972 547 272 ha. Đó đẹp. Cái này là nó xài thắng nhớt luôn nha. Đó, thắng nhớt. Đây là đây. Lái trợ lực nha anh em. Lái rất là nhẹ, đâu đánh lái thôi.
tải nhẹ lắm, một tay luôn ha. Có đèn có càng đầy đủ nha anh em. Chạy rất là nhẹ nhàng luôn. Bóp càng đấy, càng á, điện đèn cò đầy đủ hết ha. Lên ga máy đi cho lớn lên. Cho lớn luôn. Bắt tâm rồi. Ai học đường này à, học bộ đồ mini à. Không là mình có thể mở ra được nha. Đây bản lời nè, mở ra được 3 cánh luôn ha. Giờ anh em mình chở đồ nông sản ha, đi đồi núi địa hình đồ ok hết nha anh em. Hai cầu đó thì lực lái luôn, rất là nhẹ luôn. Đánh lái tại chỗ luôn, đánh lái đó. Máy một tay rất là nhẹ luôn, để mình ok. À, nổ con hai con máy xới luôn đó. Đời rất là tiện luôn ha. Này báo bình này nè, khi mà mình đời lên là đèn nó tự tắt ha đó, mình phải tắt chìa khóa ha. Nổ lên là đèn nó sẽ tắt, tự tắt, tự động tắt nha anh em. Rồi giật là nổ rồi. Nhẹ lắm. Đó. À, trả về găng tay đi. Hai ga. Lên ga. Rồi thử chạy thử xế luôn. Số xế nằm ở đây nè, hai số nè, số chạy là số lùi màu đỏ ha. Rồi 1 2 tới vô số là gà da này nè, là nó đi nè. Dỡ tay lên á, rồi dỡ lên nè, nó đừng có cho nó đụng đó, ra rẽ ra hoài luôn. Thôi qua dao rồi đó, xế đảo chiều nha anh em. Anh nói xế đảo chiều ha. Máy rất là mới luôn, cái CK cho nổ găng tay lên. Rồi ok, ngừng lại đi. Rồi, nổ găng tay rồi đi số lùi đi. Số lùi là mình không có chạy không thôi nha. Đó, lùi. Đây, mấy con ốc nó còn 7 màu hết nè anh em ha. Mới luôn ha, động cơ Isuzu UHV, công suất máy của nó là 5,5 ha. Tấm vỏ đẹp ha, mâm nè, dao xới nó là vậy luôn. Mình sang là mình vỏ được nha,
Đó, dỡ lên để mình vệ sinh này, kiểm tra bugi rồi này các kiểu này. Nó hát ghê, mình không có tin được. Báo xăng ha. Đây, xăng nó báo nè, rung rung rồi. Xăng bằng nhôm ha anh em. Tin rồi ha. Rồi, mỗi con kia đó. Cho nó vô đây. Nào mình khi mà mình muốn kéo đi mình trả về anh nội ha, là mình kéo đi nè, nhiều lắm. Rồi, nổ luôn. Giờ coi nổ luôn. Mạnh lên xíu nữa. Đó. Rồi con này nổ im đi lắm. Đây cũng là Ichiki luôn ha. Giao xế 2 chiều luôn ha. Cho nổ canh tay hết ga vậy luôn. Đây Ichiki. Vỏ ha, đẹp ha. Con này máy nó tới 6.2 ngựa nha nè. Đó, máy lớn hơn ha. Bánh vỏ nè. Cái đẹp luôn. Dao. Đó. Rồi thử chạy đi. Nó có cái bánh lái nè anh em. Con này nó có bánh lái sẵn luôn ha. Đó, nè bánh lái nè. Đây, quay lên ăn hạ lên hạ, quay bánh lái đi. Đó. Nè, nó không lên nè ha, để xuống đất á. Quay đi. Đó, nó nặng lên nè. Có sẵn bánh lái luôn ha. Rồi. Đó, hai số đó là hai số xới. Cho mạnh quá. Cho nó chạy tới đi. Đó. Rồi đi lùi đi. Đó đi lùi. Máy nổ rất là im luôn. Rồi sới. Này là sới lùi ha. Đây, giao quay lui anh em, sẽ lui. Rồi. Sẽ tới. Bên trái là sẽ lui ha. Bên phải là sẽ tới nha anh em. Hai số mà, màu về nè. Đó, rồi sẽ tới nè. Đó, sẽ hai chiều ha. Máy rất là im luôn. Bên em bán là bảo hành động cơ cho anh em 1 năm. Rồi ok. Rồi anh em nào mà chốt mua có nhu cầu mua thì alo qua số điện thoại 0373 453 nha anh em. Hoặc là 0933 351 746 ha, và 0942 54 72 72 ha. Rồi em kết thúc video tại đây ha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nha.